về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán Vietjet. Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng đi thực hiện làm các bài tập trong phần luyện tập trung ở trang 128. Vậy trong các bài tập của luyện tập trung ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi luyện tập làm các bài tập liên quan đến những kiến thức nào? Thì cô và các em sẽ cùng vào bài tập đầu tiên. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1m, chiều rộng là 50cm và chiều cao là 60cm. A. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó và bể không có nắp. B. Tính thể tích bể cá đó. C. Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó và độ dày kính là không đáng kể. Phân tích bài tập này thì cô nhận thấy ở ý A là tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó và bể không có nắp. Vậy chúng ta nhìn quan sát hình bể cá này nhé. Bể cá này thì gồm có 4 cái mặt bao quanh, 1, 2, 3, 4, hay người ta gọi là diện tích xung quanh đấy, đúng nào? Và phần cần phải có kính đỡ ở dưới đáy và chúng ta cần phải tính diện tích làm kính, diện tích kính ở đây dùng để làm đáy và diện tích kính dùng để làm diện tích xung quanh, đúng chưa nhỉ? Vậy thì thực chất tính cái diện tích kính dùng làm bể cá chính là đi tính diện tích xung quanh và diện tích một mặt đáy, đúng chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ nhớ lại công thức tính diện tích đáy và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Thì chúng ta sẽ đi quan sát vào diện tích đáy nhé. Hình hộp chữ nhật thì đáy là hình chữ nhật. Ở đây có chiều rộng là 50cm và chiều cao, cô xin lỗi, chiều dài là 1m và chiều rộng là 50cm. Thế thì ở đây chiều dài thì có đơn vị là mét, thế còn chiều rộng thì lại có đơn vị là cm. Vì vậy chúng ta cần phải đổi ra cùng đơn vị đo. Cô sẽ chọn đây là đổi ra cm nhé. Đổi 1m chính là bằng 100cm. Rồi chúng ta tính được diện tích kính làm một mặt đáy là đáy là hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Chiều dài đây là 1m chính là bằng 100cm, nhân với chiều rộng ở đây là 50. Tính nhẩm đến 1 x 5 là bằng 5. Đếm 1, 2, 3 chữ số 0, 1, 2, 3, vậy được 5000cm². Tiếp theo chúng ta tính diện tích của bộ mặt kính của 4 cái mặt bao quanh thì chính là diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là, chúng ta nhớ lại công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi đáy, đúng chưa nhỉ, nhân với chiều cao. Muốn tính chu vi đáy, đáy là hình chữ nhật, muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng nhân 2, đây chính là chu vi đáy, nhân với chiều cao là 60. Dài cộng rộng 100 cộng với 50 là 150. 150 nhân 2 là 300. 300 mà nhân với 60, lấy 3 nhân 6 là bằng 18. 300 là có 2 chữ số 0. Với 1 đây là 3 chữ số 0, người điền 1, 2, 3. Đây ra là 18.000cm². Tiếp theo chúng ta tính được diện tích kính dùng để làm bể cá là, chúng ta lấy diện tích của mặt đáy là 5000 cộng với diện tích xung quanh của nó là 18000 và chúng ta nhận thấy ngay là bằng 23000, đơn vị ở đây là cm². Như vậy ở ý A chúng ta đã nhớ lại công thức tính diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật, công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao. Sang đến ý B, tính thể tích bể cá đó. À, muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật
Bởi vì bể cá là hình hộp chữ nhật mà, đúng chưa? Nó sẽ đi đính. Thể tích bể cá là, ta lấy chiều dài là 100, nhân với chiều rộng là 50 và nhân với chiều cao là 60. Chúng ta có thể tính nhẩm. 1 x 5 x 6 là bằng 30. Đếm số giữa số 0, 1, 2, 3, 4 và điền 1, 2, 3, 4. Vậy đây là bằng 300.000 và đơn vị là cm khối. Sang nhưng đến ý C. Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó. À, khi mà chiều cao mà bằng 3/4, mực nước mà cao bằng 3/4 chiều cao của bể thì thể tích nước lúc này cũng chỉ bằng 3/4 thể tích của cả bể, đúng chưa nhỉ? Vậy thể tích nước trong bể là 3/4, chúng ta sẽ lấy là 300.000 chia cho 4, đúng chưa nhỉ? Thể tích cả bể thì chúng ta là coi là bằng 4 phần, coi là bằng 4 phần, đúng chưa nhỉ? 4 phần bằng nhau. Vậy thì mỗi phần sẽ bằng là 300.000 chia cho 4 và thể tích nước trong bể thì bằng 3 phần, chúng ta phải nhân thêm 3. 300.000 mà chia cho 4, chúng ta sẽ phải đặt tính. 300.000 chia cho 4. 30 chia 4 được 7, dư 2, hạ 0. 20 chia 4 được 5, dư 0. Ở đây còn 1, 2, 3. Chúng ta sẽ điền lên 1, 2, 3 chữ số 0 nữa. 75.000, 75.000 mà lại nhân với 3. 3 x 0 bằng 0, 3 x 0 bằng 0, 3 x 0 bằng 0. 3 x 5, 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 7, 21 nhớ 1, 22. Vậy đây chính là bằng 225.000 cm khối. 225.000 cm khối. Và như vậy, đối với câu C thì các em lưu ý giữa cái phần liên hệ giữa thể tích bể cá với cái tỷ lệ của cái chiều cao. Thì các em nhớ nhé, khi mà cái tỷ lệ chiều cao nó thay đổi như thế nào thì cái thể tích của nó sẽ thay đổi tương ứng như vậy. Thế ở đây thì các bạn nhận thấy các con số của cái bể cá này thì khá là lớn, đúng không nào? Nhìn con số của chúng thì khá là lớn. Tuy nhiên đơn vị dùng để đo ở đây của nó thì lại rất là nhỏ, là cm khối. Vì vậy ngoài cái cách đổi từ mét sang cm như cô giáo thì các em có thể đổi từ cm ra mét để kết quả nó có thể nhỏ hơn cũng được, không sao nhé. Chúng ta hiểu bản chất là dù ra kết quả thế nào đi chăng nữa thì các em cũng phải hiểu là phải đổi về cùng đơn vị đo thì mới thực hiện được công thức, hiểu chưa nào? Vậy ở đây nhớ lại công thức: diện tích xung quanh, diện tích đáy, thể tích của hình hộp chữ nhật. Sang đến bài tập số 2. Một hình lập phương có cạnh bằng 1,5 m, tính A nhỏ diện tích xung quanh của hình lập phương, B diện tích toàn phần của hình lập phương, C thể tích của hình lập phương. À, ở đây là liên quan đến hình lập phương, liên quan công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. Vậy chúng ta sẽ cùng hiểu xem thế nào là xung quanh, thế nào là toàn phần và thế nào là thể tích nhé. Xung quanh ấy, thì các em hiểu là một hình lập phương hay là một hình hộp chữ nhật thì có tất cả là 6 mặt. Vậy thì 4 cái mặt bao quanh thì người ta gọi là xung quanh. Vậy diện tích xung quanh thì chính là diện tích của 4 cái mặt thôi, đúng chưa? Thế còn diện tích toàn phần, có phần nào thì chúng ta phải tính diện tích của phần đó. Vì vậy, hình lập phương có tất cả bao nhiêu mặt thì chúng ta phải tính diện tích của từng đó mặt thì người ta gọi là diện tích toàn phần. Thế thì từ đó chúng ta nhận thấy là hình lập phương thì có cái đặc điểm đó là tất cả các mặt thì đều bằng nhau, có đúng không? Và vì vậy, chúng ta tính được diện tích xung quanh của hình lập phương. Diện tích xung quanh của hình lập phương là, hình lập phương thì có các cạnh, tất cả các mặt đều là hình vuông. Hình vuông có cạnh bằng 1,5 m, vậy diện tích của một mặt là 1,5 nhân 1,5
5. Xung quanh thì chỉ có 4 mặt thôi, vì vậy chúng ta lấy diện tích của một mặt nhân với 4, bởi vì tất cả 4 mặt đó đều bằng nhau mà, thì sẽ ra diện tích của 4 mặt xung quanh thì người ta gọi là diện tích xung quanh. Vậy đặt tính 1,5 nhân 1,5 nhân 4 như sau. 1,5 nhân 1,5. 5 nhân 5 25 viết 5, nhớ 1 nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5 nhớ 2 là 7. 1 nhân 5 bằng 5, 1 nhân 1 bằng 1. 5 hạ 5. 7 cộng 5 12 viết 2 nhớ 1, 1 nhớ 1 là 2. Đếm 1 2, 2 chữ số phần lập phân 1 2 đánh dấu phẩy. 2,25 này tiếp tục lại nhân với 4, 4 mặt mà. 4 nhân 5 20 viết 0 nhớ 2. 4 nhân 2 8 nhớ 2 là 10 viết 0 nhớ 1. 4 nhân 2 bằng 8 nhớ 1 là 9 đánh dấu phẩy 1 2 đếm 1 2 đánh dấu phẩy. Vậy đây được bằng 9. Vậy diện tích xung quanh chính là 9 mét vuông. Đến phần B, chúng ta tính diện tích toàn phần của hình lập phương. Là toàn phần nghĩa là có 6 mặt thì phải tính diện tích của cả 6 mặt. Một mặt thì có diện tích là 1,5 nhân 1,5 bởi vì nó là hình vuông. Có 6 mặt như vậy chúng ta nhân thêm với 6 thì sẽ ra diện tích toàn phần. Vậy 1,5 nhân với 1,5 kết quả vẫn ra tương tự ở trên là 2,25 và đây cô lấy 2,25. Thay vì nhân 4 là diện tích xung quanh, chúng ta nhân 6 chính là diện tích toàn phần. 6 nhân 5 30 viết 0 nhớ 3. 6 x 2 12 nhớ 3 là 15 viết 5 nhớ 1. 6 x 2 12 nhớ 1 là 13. Đếm 1 2 nối lại 1 2 đánh dấu phẩy. Vậy ta được là 13,5 mét vuông. Như vậy chúng ta đã làm xong phần tính diện tích xung quanh hay là toàn phần của hình lập phương. Sang đến phần tiếp theo là thể tích của hình lập phương là. Muốn tính thể tích của hình lập phương thì chúng ta nhận thấy ấy, là công thức của nó cũng gần tương tự như đối với của hình hộp chữ nhật. Thì hộp chữ nhật là dài nhân rộng nhân với chiều cao. Tuy nhiên, ở hình lập phương thì không có dài mới rộng, nhưng mà chính là tính dài nhân rộng chính là diện tích đáy đấy, đúng không nào? Thế thì của hình lập phương ấy thì chúng ta cũng diện tích đáy cũng là hình vuông, lấy 1,5 nhân 1,5, đúng chưa nào? Nhân với chiều cao. Hình lập phương thì tất cả các cạnh bằng nhau. Vậy chiều cao của nó cũng bằng 1,5. Vậy ta lấy 1,5 nhân 1,5 nhân 1,5. Lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ đặt tính 1,5 nhân với 1,5 thì vẫn giống kết quả trên là 2,25. Lúc này đặt tính thêm là nhân với 1,5. 5 nhân 5 25 viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 bằng 10 nhớ 2 12 viết 2 nhớ 1. 5 nhân 2 bằng 10 nhớ 1 là 11. 1 nhân 5 bằng 5. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 2 bằng 2. 5 hạ 5, 2 cộng 5 bằng 7, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 2 bằng 3, đếm số chữ số phần thập phân, 1, 2, 3, lùi lại, 1, 2, 3, đánh dấu phẩy. Vậy ta được là 3,375. Và lúc này chúng ta phải dùng là mét khối, được chưa nhỉ? Từ đó chúng ta có đáp số của bài toán ý A, diện tích xung quanh, lấy cạnh nhân cạnh nhân 4 là ra 9 mét vuông. Diện tích toàn phần lấy cạnh nhân cạnh nhân với 6 thì ra 13,5 mét vuông. Thể tích lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh là 3,375 mét khối. Như vậy ở bài 2 chúng ta ôn tập về công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. Sang đến bài tập số 3, có hai hình lập phương hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh của hình N. Đây là hình M, đây là hình N. Người ta đang nói là cái cạnh này mà bằng 1 thì cạnh này gấp 3 lần lên, được chưa nhỉ? A, à, tính diện tích toàn phần. Cô xin lỗi, diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N? B, thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N? Thì chúng ta sẽ cùng làm ý A trước nhé. Bài số 3. Ở đây chúng ta hiểu rằng là chúng ta đi tìm cái sự thay đổi về cạnh thì sẽ thay đổi về diện tích và thể tích
như thế nào, đúng chưa? Thế thì cô tính như sau. Ví dụ diện tích toàn phần, cô viết tắt nhé, diện tích toàn phần của cái hình N, cô viết tắt rồi, thì chính là bằng cạnh nhân cạnh và nhân với 6, đúng chưa? Thế bây giờ diện tích toàn phần của hình M cũng bằng cạnh nhân cạnh nhân 6, nhưng mà cái cạnh M lúc này nó bằng 3 lần cái cạnh của N. Vậy thì thay vì là viết cạnh thì cô giáo viết là 3 lần cạnh, đúng chưa? Cạnh này nó đã tăng lên 3 lần, nhân với cạnh này cũng tiếp tục tăng lên 3 lần nữa. Vậy là nhân 3 nhân với cạnh, tiếp tục nhân với 6. Và đây chúng ta nhận thấy 3 nhân 3 là bằng 9, nhân với cạnh, nhân với cạnh và nhân với 6. Như vậy ở đây so với diện tích toàn phần của hình N này thì lúc này diện tích toàn phần của nó đã tăng lên 9 lần, đúng chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta có thể trả lời ở ý A là diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần diện tích toàn phần của hình N. Phân tích tiếp tục đến ý thể tích thì chúng ta lại phân tích sang đến ý B nhé. Thể tích của hình N, ta viết tắt thể là chữ, thể tích là chữ V. Ở đây của hình N, ta viết chữ N bằng cạnh nhân với cạnh nhân với cạnh. Thế còn thể tích của hình M, mỗi một cạnh này nó đã tăng lên 3 lần. Vậy thì ở đây lại là 3 lần cái cạnh này, 3 lần cạnh ban đầu, nhân với 3 lần cạnh, cạnh này cũng vẫn phải tăng lên, cạnh này cũng tăng lên 3 lần, đúng chưa nhỉ? Đây viết dấu nhân nhé. Thế là tất cả là chúng ta có 3 x 3 x 3 là bằng 20 mấy nhỉ? 3 x 3 bằng 9, 9 x 3 27, nhân với cạnh, nhân với cạnh, nhân với cạnh. Thế thì cạnh nhân cạnh nhân cạnh chính là thể tích của hình N, đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta nhận thấy đây chính là 27 lần thể tích của hình N, đúng chưa nhỉ? Vậy thì thể tích của hình M gấp 27 lần thể tích của hình N. Vậy thì đối với cái bài tập này thì các em lưu ý nhé, khi mà một cạnh nó tăng lên bao nhiêu lần thì các em nhìn thấy này, ví dụ như ở công thức tính diện tích ấy, thì chúng ta nhận thấy trong cái tích đó thì cạnh nhân cạnh là có sử dụng 2 lần cạnh, đúng chưa nhỉ? Thì cái tăng tương ứng của nó thì chính là cái gấp ban đầu này cũng gấp lên là lấy 3 nhân 3, được chưa? Thế còn ở thể tích là sử dụng cạnh nhân cạnh nhân cạnh, thì ở đây cái tỷ lệ gấp lên tương ứng này 3 nhân 3 nhân 3, nó tương ứng với cái tỷ lệ tăng lên của độ dài cạnh, đúng chưa nhỉ? Vậy thì kết thúc của phần bài học trong luyện tập trung này thì cô và các em đã cùng đi thực hiện làm một số bài tập để luyện tập các công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, diện tích xung quanh của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và thể diện tích toàn phần của chúng, cũng như là xác định được cái mối liên hệ khi mà biết cạnh gấp lên bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ tìm được là diện tích, thể tích gấp lên bao nhiêu lần tương ứng, đúng không? Vậy thì về nhà các em có thể xem lại bài để chúng ta có thể ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.